chơi xôi dừa, tiền anh đưa em mua vẫn thừa. Tao ăn xôi gà, mày vẫn tao. Em quên tôi mà. Nay đi trong trường, thằng Cường lác nó dám khinh thường. Võ giật cao cường, đạp một phát ôi vỡ luôn tường. Ái da, khét đấy nhờ. Tao nghe nói Phong Thanh có thằng võ cực kỳ siêu, cho xem trước đôi chiều. Em lừa chúng nó thôi mà. Thế giờ quỳ thì bọn anh tha, còn không thì mày tập suốt đi. Em tao đang nghe nhạc đấy. Ôi cho điên, em quỳ gấp. Tôi mình yêu hôm nay, tôi vừa mới vào trường ta. Chuyên văn với thơ ca, có một em gái tên Trà. Nó cũng vừa chuyển tới trường ta, nhà tôi thì ở tít đằng xa. Ê nhãi con, cô vào lớp đây. Trong lớp ai lên làm chó, cô bài văn cô mời em. Trong lớp ta ai biết bài toán này không, vẫn mời em. Chuyện kiều ai viết? Thưa cô, chuyện kiều do Nguyễn Du cô. 3+18 chia cho 3+2. Đáp án câu trên bằng 5. Oh my god, vô cùng luôn. Chú bán ếch trong câu chuyện, muốn ở lại để làm chi? Vì dịch đang rất bàn căng, tình hình kinh tế không tăng, nên ở lại cố bán mấy lít xăng còn dư, sau đó sang Mỹ định cư. Sao vội vàng đâu em, tôi đang đi cầu. Nãy vẫn đang ngầu, tại sao hết tiết đã đi cầu? Tớ rất đau đầu, tại hôm qua hút mấy con hàu. Dạ nó bùng gầu, tên cả đê có bố tao giàu. Xung phong với ra oai, cho mày biết mày là ai. 2 năm dưới tao cưa, nhung thì nhưng vẫn chưa được. Nếu giờ quỳ thì bọn tao tha, còn không thì mày tập múa đi. Em tao vẫn đang nghe nhạc đấy. Tớ múa luôn, quỳ thì ô nhục lắm. Chập chập chăng 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 tích tích tình tình con. Chập chập chăng 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 tích tích tình tình con. À ra rồi. Ta la lâu ta la lâu ta la lâu ta la lâu ta la ta la ta la. Chăng chăng với tình con, tao bảo mua sao mày con. Tôi đang mua dân gian, giai điệu bên Thái Lan mà. Múa như này phải là Indo, còn không thì là Ấn Độ cơ. Cấm hết đi, tao mệt quá đây. Chăn kiến cho chui vào hang, xong mình sang bên hành lang. Mình áp hoa trang cho đẹp. Ôi trời ơi, tốt hẳn hơn. Chào cờ hết tiết ra trời, rồi lại ra nắng sông ơi. Đây là quyển sách nó thích nhất không được rơi. Mang áo ra lau sàn nhánh, lau sạch banh không được phanh. Nhưng bố mới mua cho mình, nếu lệch là đấm loại phạt. Dạ đại ca hãy xem đi, thằng này nó dám sân si. Nhung thị cờ rút sắp tít nó. Cầm mồm đi, tao sẽ phang cho dập bì. Mang hết anh em cùng đi, ra trận thôi không được thua. Bang phái chúng ta trước giờ chẳng sợ ai, chỉ sợ ma. Dù cho sóng gió phong ba, dù cho bao táp mưa xa, thay vì lùi bước hãy cố tiến lên vài phần. Mang hết anh em cùng đi, ra trận thôi không được thua. Công sức tán em nhung thì sắp đổ ra hết biển khơi. Lần này quyết thắng không thua, dù quần áo nát te tua. Trong trường này mãi mãi chỉ có ta là vua. Hơi khác anh em của tôi. Con nên nhớ, học võ là để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ bản thân. Tuyệt đối không được sử dụng võ học linh tinh. Con nhớ rồi thưa cha. Lên.
Nhưng nếu còn biết sử dụng võ công của mình để giúp đỡ người khác khi người ta gặp nạn thì con thực sự sẽ trở thành một người tốt. Tại sao mày lại giúp tao? Tôi chỉ làm những thứ mà hàng ngày tôi vẫn hay làm thôi. Là sao? Tống Minh! Huynh làm gì mà muội gọi không nghe? À, Huynh đi xử lý mấy cái thằng hay bắt nạt người khác ấy mà. Lại đánh nhau, Huynh có làm sao không? Tống Minh ta đã ra tay thì làm sao được chứ? Tống Minh! Tống Minh, cứu ta, cứu ta! Tống Minh ta tới đây! Trời ơi, lại có thêm vài tên nữa kìa, liệu chúng ta có thoát nổi không? Tống Minh ta đã ra tay thì làm sao được chứ? Đánh đi, đánh đi! Đánh đi, đánh đi! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Này Tống Minh, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ ta. Chúng ta hãy mãi là huynh đệ nhá! Nhất trí! Chơi tiếp đi nào! Ok! Đánh đi, đánh đi kìa! Tống Minh! Tôi Hoàng, Hoàng Lẩu đây, chính là Hoàng Lẩu đây. Hoàng Lẩu? Đúng rồi, Hoàng Lẩu ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mô Bài ấy. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở trong hoàn cảnh này. Nhưng mà này, võ công của cậu hơi bị cao cường đấy, y như kiểu là trong game luôn. Rất vui được gặp cậu ở đây, tình cờ nhờ, giờ lại còn học cùng lớp nữa chứ. Mà này, tôi học võ ấy, không phải để đánh nhau, để rèn luyện sức khỏe, cậu cũng thế. Từ giờ đừng bắt nạt bạn bè nữa, quấy rối, đánh nhau lung tung. Từ sau tôi không giúp cậu nữa đâu đấy. Chăm chỉ học hành đi, còn lo ôn thi nữa chứ. Thế mới là bạn tốt chứ, cần cái là có mặt ngay. Từ giờ tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở thành con ngoan trò giỏi. Ok. À mà này. Gì đấy? Làm ăn game đi. Chơi luôn. Nào. Đánh đi nào, đánh đi nào, đánh đi nào. Đánh nào, đánh nào. Tống Minh, cứu ta. Tống Minh ta ra tay đây. Tống Minh ta đã ra tay thì làm sao được chứ? Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Thắng rồi. Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, 5 năm gắn kết, Võ Lâm là nhà.